Xin chào các bạn, trong video này Điện Máy Giang Nga bên mình sẽ giới thiệu nhanh với các bạn về một chiếc TV LG có kích thước màn hình là 43 inch. Chiếc TV trong video này có cái model là 43LB5750BTC. Đây là hình thức của TV các bạn nhé. Ở đây thì nó sẽ có cái nẹp nhựa màu đen này, hai chân chuyển sang hai bên. Và đây là cái giao diện của TV, khi các bạn bật lên thì các bạn sẽ bấm vào phím mua nhà, bấm một lần thì TV nó sẽ hiển thị những cái ứng dụng ở đây. Ở đây gồm có Netflix này, có FPT Play này, có My TV này, những cái phần mềm xem truyền hình của Việt Nam này, có cả Click TV, cả VTV giải trí, rất là nhiều các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn muốn tải thêm phần mềm thì các bạn sẽ truy cập vào cái chỗ này, cái chỗ đỏ đỏ này, hồng hồng. Đây này, LG Connect này, đây chính là cái chợ ứng dụng của TV LG. Các bạn vào đây thì có thể tải được rất nhiều phần mềm miễn phí, cả game nữa, rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ vào cái YouTube để các bạn cùng xem là cái hình ảnh của TV này nó phát ra có đẹp không, và cái loa có kêu to không các bạn nhá. Thì các bạn thấy là mình vừa bấm vào cái phần mềm YouTube ấy, là TV nó đã nhận được ngay rồi. Cái TV này cũng có cái cấu hình khá là nhanh, nên là các bạn thấy mình truy cập vào phần mềm YouTube và cái được ngay các bạn nhá. Thì ở cái TV này mà khi mà các bạn mua về mà có nhu cầu kết nối đến những cái bộ âm ly để hát karaoke thì rất là hay. Bởi vì cái TV này nó có cái, nó còn giữ được cái cổng tròn tròn, là cổng audio out á. Thì các bạn cắm vào đấy là xuất ra được AV ngay, không cần phải mua cổng quang làm gì cho nó tốn tiền. Cái cổng ấy mình thấy rất hay, nếu mà kết nối ra là tiếng cũng hay, nó không bị méo tiếng. Bây giờ thì mình sẽ bật một video đoạn 4K đi để cho khách hàng xem, để cho các bạn xem là xem cái hình ảnh nó có nét không nhá. 4K dưới kìa. Nhầm rồi. Thao tác thì cũng rất là nhanh. TV này khi bán ra thì sẽ có thời gian bảo hành là 2 năm. Tuy nhiên là khi mà các bạn mua tài khoản Điện Máy Giang Nga bên mình á, nếu chẳng may bị trục trặc sự cố gì liên quan đến kỹ thuật trong một tuần đầu tiên, thì mình sẽ đổi cho các bạn một chiếc TV mới nhá. Bây giờ mình sẽ bật một đoạn video 4K đây, video này luôn đi. Để tham khảo giá bán của chiếc TV này thì các bạn có thể truy cập vào website bán hàng online của bên mình là giangnga.vn. Ngoài ra mà nếu mà các bạn ở gần, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng Điện Máy Giang Nga tại địa chỉ Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. Đến đây xem á, thì sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn về chiếc TV này cho các bạn nhé. Đây là hình ảnh của chiếc TV phát ra này, các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ là nét luôn. Nhưng mà chi tiết lông con báo này, đây, lông con hươu rất là rõ ràng. Cái loa của TV này cũng khá là to, kêu to lắm, bằng 100 cũng không bị rè. Đây các bạn thấy là những cái chi tiết này, lông này rất là nét rõ ràng luôn nhá. Đây là một chiếc TV có giá thành phải xếp vào loại là khá rẻ của LG, nhưng mà nó vẫn đáp ứng được cái cấu hình vào YouTube, vào những cái phần mềm nó nhanh nhẹn, và cái hình ảnh của nó rất là sắc nét, bảo hành 2 năm chính hãng từ LG. Hình ảnh rất là nét các bạn nhá. Đấy. Sẽ thoát ra này và thử một phần mềm khác. Ở đây thì có rất nhiều phần mềm để có thể xem được truyền hình. Ví dụ như là mình sẽ vào cái phần mềm FPT đấy nhá. Đấy, đã vào được phần mềm FPT rồi, các bạn thấy là tốc độ nó không bị quá chậm nhá, nó cũng đáp ứng được rất là ok. Ở đây thì các bạn muốn xem thì các bạn sẽ đăng ký một cái nick, một cái tài khoản theo số điện thoại của các bạn. Đây là mình sẽ vào mục truyền hình này. Ở đây thì sẽ miễn phí, nếu mà không đăng ký á thì các bạn chỉ xem được VTV1 này thôi. Đây là đang xem trực tuyến luôn nhá. Toàn bộ cái thời gian loát này mình sẽ không tua nhanh để các bạn được có thể cảm nhận chân thực nhất về cái tốc độ của chiếc TV. Đấy, bây giờ đang xem được VTV1 này. Đấy, thoát ra luôn đi, không bị bắt bản quyền. Chiếc TV này đáp ứng được đầy đủ những cái tính năng cơ bản, ví dụ như là hình ảnh của nó rất là nét này, loa kêu to và phần mềm cũng khá là nhanh, và nó còn có khả năng kết nối được với những bộ loa âm ly để các bạn có thể hát được karaoke trực tuyến ở trên YouTube luôn, rất là tiện. Và thời gian bảo hành của TV là 2 năm. Để tham khảo giá bán thì các bạn hãy truy cập website của mình hoặc là đến trực tiếp cửa hàng Điện Máy Giang Nga nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video giới thiệu nhanh về chiếc TV 43 inch của LG này.